cũng có một số lời nói em cưới chồng vì tiền. Dạ, nhưng mà lúc đầu thì em cũng buồn, nhưng mà mẹ cũng an ủi, ý là con em xứng đáng. Mẹ chồng rất là chuộng cái đẹp nên là cứ thấy con dâu đẹp cái là chịu cái đã rồi. Những cái khoảnh khắc là tìm hiểu sau. Sáng nào mẹ cũng kêu em trang điểm, mà em thì em sáng nào cũng kêu em trang điểm, mặc đồ đẹp lên cho. Mẹ muốn là lúc nào em cũng phải đẹp, cũng phải lúc nào cũng phải xinh đẹp. Mới chùa có la đó con. Có khi mẹ chồng còn đi mua đồ ăn sáng cho con dâu luôn. Trời ơi, sao xuống quá vậy? Như ơi xuống ăn nè con. Mà cưới con dâu về cái quan điểm đầu tiên á là nó phải sắc sảo. Sắc sảo trong công việc. Và nó phải có một tầm nhìn về, nói chung là hướng về cái vấn đề làm kinh tế và kiếm tiền là cái việc quan trọng nhất. Nhưng mà bố cũng nói cái con bé này nó sắc sảo đấy nhá. Hỏi sao anh sắc sảo? Trời ơi, thằng Phi mà nói cái gì nó không đồng ý là nó trộn đấy. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ mẹ chồng là Phạm Thị Tuyết Mai và cô dâu là Quỳnh Như. Chào đón mẹ chồng nàng dâu. Chào cô. Dạ. Ôi, mẹ chồng trẻ đẹp quá, con dâu là càng xinh đẹp hơn nữa. Con dâu sinh năm mấy? Dạ con sinh năm 2000. 2000. Nhỏ. Trời, tự nhiên thấy con già. Tự nhiên số này thấy con già. Ba có chồng rồi, dạ. Con chín mấy mà con chưa có. 95 mà chưa có chồng luôn. Tưởng là con 91 chứ. Chú này 95 à, mới 95 mà. Ngày hôm nay rất là vui chào đón chị Tuyết Mai cùng với con dâu là Quỳnh Như đến với chương trình. Cái lần đầu tiên mà chị gặp con dâu đó thì chị cảm giác ấn tượng điều gì với con dâu này? Cái lần đầu tiên khi con trai dẫn về nhà thì cái anh nhà mình ảnh cũng còn nhỏ tuổi lắm. Yeah. Mà ảnh gặp cái chị này cái ảnh bị tiếng sét cái gì á. Ảnh dẫn về, khi mà dẫn về á thì nhìn chị là xinh đẹp, chịu. Nhưng mà thấy anh còn nhỏ quá nên là không biết là anh có chọn chuẩn hay không á. Nên là cũng hơi phân vân, lo một tí. Con trai là 2000. Con trai là 99. 99. Quỳnh Như là 2000. Dạ. Nhưng mà sau khi tiếp xúc qua vài lần á thì thấy tính cách chị cũng chuẩn rồi. Con thấy không, xinh đẹp có lợi không con? Chỉ cần xuất hiện thôi mẹ chồng thấy xinh đẹp là được rồi đúng không? Mẹ chồng rất là chuộng cái đẹp nên là cứ thấy con dâu đẹp cái là chịu cái đã rồi. Những cái khoảnh khắc là tìm hiểu sau. Từ từ vậy. Dạ. Nhưng mà rồi mình tiếp xúc vài câu nói chuyện với nhau, cô thấy tính tình của nàng dâu tương lai này như thế nào cô? Sau khi về cưới rồi á thì chị này thật ra thì chị tính chị cũng chuẩn và cũng chín chắn hơn so với tuổi. Không nhìn như không có nghĩ là 2000 đâu nha con. Dạ, con nhìn mặt con hơi đứng tuổi. À, đúng rồi. Già. Tức là trải nghiệm nhiều, tức là cái công việc của con làm gì như? Lúc trước là con phụ mẹ bán vật liệu với lại một phần là con làm bên mảng TikTok. Cái lần đầu tiên mà khi mà Như về ra mắt mẹ chồng tương lai đó, dạ, Như có ấn tượng điều gì không? Lúc đầu thì em cũng có coi hình mẹ trên Facebook rồi. Dạ. Mà em cũng nói trong bụng là nhìn mặt mẹ cũng hơi dữ một xíu. Nhưng mà khi mà chồng em chở về thì vừa bước tới cổng em vừa bước xuống xe là mẹ chạy ra ôm em luôn. Là mẹ kêu trời đất ơi con dâu đẹp quá. Trời ơi. Là mẹ chạy ra ôm thì lúc đó em mới thấy là mẹ rất là gần, rất là dễ gần. Dạ. Dạ, không có. Mẹ cũng đẹp mà. Dạ mẹ đẹp. Có thành ra là hai mẹ con hợp với nhau. Dạ. Là cái đẹp đó đúng không? Dạ đúng rồi. Đẹp và điệu giống nhau. Con gái là phải điệu, đừng có điệu chảy nước quá mệt quá. Lập điệu điệu chút nha con. Dạ có, còn vậy thôi chứ con nhà là con ướt cát luôn. Rồi khi mà về làm dâu là khoảng bao lâu sau cái lần hai mẹ con mình gặp gỡ nhau đó? Em quen được 1-2 tháng là ba mẹ chồng em đã qua dặm ngõ rồi. Dạ. Cho nên là tới cái lúc đám hỏi thì chắc cỡ 3-4 tháng gì đó. Cũng nhanh, cái thời gian diễn ra đám cưới cũng nhanh. Nhưng mà nó nhỏ quá, 2000 về làm dâu thì sao chị? Lúc đó mới ban đầu cũng sợ lắm, anh kia ảnh còn nhỏ lắm, ảnh còn nai lắm, ảnh còn con nít dữ lắm. Cho nên là cũng lo. Nhưng mà thôi chị này chị chín chắn cho nên là về là giao trách nhiệm rồi đó. Nói thôi mẹ hết trách nhiệm nha. Kể từ đây là con phải chịu trách nhiệm 50% với chồng con đó. Chứ mẹ là mẹ chỉ còn có 50 thôi. Mẹ chỉ đứng ở đằng sau mẹ đẩy tụi con lên những cái gì cần thôi. Chứ còn mà trách nhiệm để mà quản lý và giám sát chồng con thì bây giờ phải thuộc về con. Làm dâu của chị đó nó có lo lắng gia đình, nó cơm nước vừa giặt vũ gọi là gì, nhà cửa được công gia chánh rồi đó. Tuyệt đối không có luôn. Tại vì khi rước dâu về cưới về là có một sẵn hết rồi. Hai đứa ở riêng quản lý một cái cửa hàng, còn một cái nhà lớn ở bên trong thì ba mẹ ở cũng sát nhau luôn. Nói chung là ở một cái khu, chỉ là ngủ riêng thôi, ngủ riêng nhà ở một cái khu rồi
nó cũng nói với Như vậy đó, con đừng có suy nghĩ là con làm dâu hay là con phải phục vụ mẹ chồng hay là mẹ tự lập hết. Nói ngay từ đầu vậy hả? Nói ngay từ đầu luôn. Hèn chi nó đâu có làm gì đâu. Nó đâu có làm gì đâu, nó sướng lắm. Rồi là khi nào mẹ cần cái gì nhờ tới con thì mẹ sẽ gọi cho con. Về cứ cho làm chủ liền chứ làm dâu gì đâu. Về làm quá chủ liền. Quá sướng luôn. Nhưng mà lâu lâu cô có lén qua nhà của hai bạn cô coi thử coi là sinh hoạt nó có ngăn nắp không cô? Có chứ. Cô thấy sao? Cô quản lý mà. Dạ. Thì cái phần đó thì chắc cũng được 70%. Còn 30 nữa. Nhưng mà là những cái không gian riêng của hai vợ chồng mình á là Như tự sắp xếp, Như dọn dẹp luôn đúng không? Nhạc cũng một phần cũng có chị giúp việc nữa, cho nên em chỉ tập trung vô công việc như là nhiều thôi. Còn việc nhà thì em thỉnh thoảng. Còn lại 30 thì kể có nhiều lúc nó chưa có chuẩn theo ý mình, tại vì mình đã từng trải qua quá nhiều rồi. Dạ. Với lại là cái gì mình cũng đã từng qua rồi, có những cái mà còn lại 30 đó thì mình cứ nghĩ là con nó còn nhỏ, từ từ mình sẽ chỉ thêm và điều chỉnh. Nhưng mà cô có nói cho Như biết 30% đó không? Không. Nói cái này là ngang con, sáng ra là phải dạy ngang con, sáng ra là con phải như thế này là ngang con, sáng ra là con phải trang điểm nha con, lên cửa hàng đứng mà chị không chịu trang điểm. Sáng nào mẹ cũng kêu em trang điểm, mà em thì em sáng nào cũng kêu em trang điểm, mặc đồ đẹp lên cho. Mẹ muốn là lúc nào em cũng phải đẹp, cũng phải lúc nào cũng phải xinh đẹp. Lợi thế đó con. Tức có mẹ chồng nào kêu sáng sớm tại con trang điểm đi. Thường là dậy nấu trà nha con. Dậy con nấu cơm, pha trà, cà phê cho ba. Không có lần nào luôn. Ủa nhưng mà làm dâu mấy năm rồi cô làm dâu? Dạ, mới có 4 tháng rồi. 5 tháng rồi, 5 tháng. Mới giờ. Mới chưa có là đó con. Có khi mẹ chồng còn đi mua đồ ăn sáng cho con dâu luôn. Trời ơi sao xuống quá vậy? Xuống ăn nè con. Vậy là con hạnh phúc lắm á. Dạ. Chứ đợi năm đi, sang năm rồi biết con. Chú này chưa hết hồn rồi. Người ta dặn lúc đầu người ta vậy thôi. Không, tại vì nhà mình kinh doanh á. Dạ. Cho nên là sáng ra là đã có khách rồi đó. Nên là cứ sáng ra nhắc chị. Một là con phải dậy sớm, con trang điểm cho bản thân con cho nó hoàn thiện, để khi mình tiếp xúc với khách hàng thì cái thần thái của mình lúc nào cũng tươi. Hay quá. Dạ. Thấy mẹ con không? Mẹ con. Dạ. Đúng là kinh doanh chuẩn đó. Đi đâu mà sáng sớm là vô một cửa hàng thấy bà chủ lề thề, đúng rồi. Mặt mớ ngủ ghèn không rồi kia. Đó là bí quyết kinh doanh đó chị hả? Nhắc hoài luôn, riết cho chị nói mẹ này cái gì đó. Sáng ra là cứ nhắc chị là sau nay con không trang điểm. Dạ. Con làm nhẹ nhẹ lên thôi để cho nó thần thái mình nó tươi. Đúng tại rồi vì đó. Mình phục vụ kinh doanh mà. Chị nhắc trang điểm không nhắc cái gì hết trơn hả? Dạ. Mẹ nhắc, lần nào mẹ cũng nhắc, ngày nào mẹ cũng nhắc. Có nhiều khi con cũng hơi khó chịu, tại vì con không thích trang điểm cho lắm. Thì con thấy dậy rồi con phải trang điểm, mà đôi khi con cũng làm cho mẹ vui, son môi một xíu. Dạ. Ý nó làm cho vui thôi đó. Thấy cũng xinh, nhưng mà lười biếng. Nhưng mà theo Như thấy thì mẹ có khó không? Khi dạ. mà về ở sống chung rồi mẹ có khó không? Dạ không. Mẹ chỉ nghiêm trong công việc thôi, chứ từ đó, từ cưới tới giờ thì mẹ chưa có la em một câu nào. Chưa la. Dạ chưa la, chưa nói nặng con luôn. Hết năm đều biết chưa con. Có dùng, chưa có dùng một cái tên gọi mà nào là sao mẹ nói cái đó mày không nghe nữa. Chưa bao giờ. Chỉ có con thôi. Chưa bao giờ có một lần nhưng nào. Nhưng mà thật ra mới có 4 tháng rưỡi thì cũng chưa có vấn đề gì. Chứ con thử con cứ vậy hoài đi. Nhắc nguyên một năm đi ha. Sắm cái roi liền. Đó. Chứ nói hoài cũng bực mình chứ bộ nói năm trời là năm thứ hai là mệt đó nha. Thành ra thôi. Giờ mẹ nhắc gì nhớ nhớ giùm. Nói một lần thôi, nói nhiều lần quá là sống cái roi. Ở nhà thì ba chồng có hay nhắc giống như mẹ chồng không? Dạ không, ba em cũng hiền. Dạ. Và khi 4 tháng mấy 5 tháng ở chung với con dâu thì chị có thấy cái điều gì về con dâu mà không hợp với ý mình không? Chưa phát hiện ra điều đó. Tại vì cái quan niệm của em á, mà cưới con dâu về á, cái quan niệm đầu tiên á, là nó phải sắc sảo. Sắc sảo trong công việc. Và nó phải có một tầm nhìn về, nói chung là hướng về cái vấn đề làm kinh tế và kiếm tiền là cái việc quan trọng nhất. Còn tất cả những cái việc khác thì nó không quan trọng đối với mình. Tại vì có người làm cái phần đó cho mình rồi. Trong công việc thì cũng thấy được cái ban đầu khởi nghiệp của chị bên cái cửa hàng đó là chị làm nói chung là cũng được khoảng 80% so với cái hướng mà mình mong muốn. Thì nói chung là chị còn trẻ nhưng mà chị như vậy thì thấy là chị cũng rất là ok đó, mình hài lòng. Nói chung là em cũng thấy rằng mình may mắn cưới được một cái con dâu
cái tính cách nó chuẩn, là một hai là nó sắc sảo trong công việc, tại vì khi đi cưới là rất là nhanh. Dạ. Cho nên cũng lo, cũng hồi hộp. Nhưng mà bố cũng nói là cái con bé này nó sắc sảo đấy nhá. À, hỏi sao anh sắc sảo? Trời ơi, thằng Phi mà nói cái gì nó không đồng ý là nó trộn đấy. Nhưng mà mình rất thích những người phụ nữ cái tính cách như vậy. Bản lĩnh đó. Bản lĩnh là một, hai là có một chút gì đó giữ, nhưng nó giữ đúng cái mục đích và nó giữ đúng cái thời điểm thì mình rất ủng hộ. Đúng rồi. Tính hiền quá không được. Nó hiền quá không được, nó hiền quá đây không chịu rồi đó. Tại mục đích của mẹ chồng á là đặt ra là con dâu phải giỏi về kinh doanh cái đó. Đúng rồi. Chứ không phải là có những mẹ chồng này đặt mục đích khác, đó là cưới dâu phải tề gia nội trợ. Là phải làm biết nấu cơm, dọn dẹp này kia. Còn mẹ chồng này là đặc biệt là chỉ biết kinh doanh tốt là được rồi. Vô mình làm được cái việc đó. Tức là mình cũng phải biết rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà mình cũng phải biết, ví dụ có dòng họ hay là có ông bà gì đó về thì mình cũng phải thể hiện một chút xíu gì đó để cho gia đình và dòng họ nhìn thấy rằng con bé này nó giỏi mặt xã hội. Mặt. Đúng rồi, nó giỏi mặt xã hội và nó giỏi mặt gia đình. Kể cả gia đình. Nhưng mà thiệt nó có giỏi gia đình, nó có nấu nướng gì được, có thể hiện chưa? Có, chị xuyên xuyên thì chị cũng xuống nấu món này món kia. Món ăn nhưng mà không? Cũng có khi ảnh chị cũng bị tổ trách chị. Chị xuống chị nấu ăn xong hết dọn cơm lên, cái nồi cơm chưa sống nhăn còn nguyên gạo. Món thông món chín hả? Không, có một lần bị sống cơm. Mà ăn thì có hợp khẩu vị với cô không? 80%. Vậy cũng được rồi. Thật ra nếu nó giỏi thì kinh doanh được rồi. Phụ nữ chỉ có hai cái việc, nếu mà chúng ta giỏi hết thì không phải nói rồi. Một là ta giỏi về kinh doanh, về xã hội. Hai là giỏi việc nhà. Chứ về phụ nữ mà không giỏi việc kinh doanh, không giỏi việc nhà nữa thì đúng là cũng khó. Cưới mà gặp nhau vậy là mệt á. Chắc cũng chỉ riết chắc cũng mệt á. Nhưng mà theo như thấy thì cái quan điểm của thế hệ phụ huynh với quan điểm của thế hệ mình thì nó có bị khác biệt nhau không? Bây giờ thì nhà em cũng đang là kinh doanh, cho nên là em phụ ba mẹ từ trước rồi. Cho nên bây giờ về gặp mẹ nó thì cái về công việc em rất là hợp. Mỗi khi mà em với mẹ tâm sự, nằm trong phòng ngủ chung cũng tâm sự về cái chuyện đó được. Tại vì rất là dễ nói chuyện với nhau. Rồi nhưng mà Như ở chung với mẹ vậy thì Như có thấy cái điểm là mà hai mẹ con mình không hợp nhau về sở thích không? Và sở thích là hợp nhau rồi đó chị. Là mẹ cũng thích làm đẹp, em cũng thích làm đẹp luôn. Mua đầm, mua đồ mỹ phẩm rồi là hai mẹ con rủ nhau mua chung hết. Cái style mẹ chồng nàng dâu là hợp với nhau đấy. Tại vì hai mẹ con xinh đẹp dễ thương. Hợp style là mặt thấy đẹp rồi, phải không? Tôi nghĩ rằng cái đó là chắc hợp lắm rồi. Dạ, hợp lắm. Có cái chuyện gì mà con cảm giác là chưa hợp không? Lúc đầu á là mẹ có dặn con là chồng con á là con phải luôn khắt khe với chồng con. Tại vì chồng con hay suy nghĩ phải mua cái này mua cái kia thì con nên khắt khe về cái vấn đề tiền bạc với chồng con. Khi mà cho chồng con mua cái gì đó là tuyệt đối không được. Nhưng mà đến khi mà chồng con xin con mua cái đó, mua chiếc xe đi, thì con sẽ nói là không có được, anh xin mẹ đi, mẹ cho thì em cho. Tại vì con biết là mẹ sẽ không cho, tại mẹ dặn con như vậy. Nhưng mà không, chồng con gửi cái hình xe qua cho mẹ, cái mẹ con kêu là cũng đẹp đó, chắc xe đó mẹ chạy cũng đẹp đó, mua đi. Trời ơi, con mới kiểu trời đất ơi. Dặn em một đường nhưng mà luôn luôn cưng, rất là cưng chồng em. Rồi sao lúc đó mình nhau mua? Lúc đó cũng bực mẹ chồng ha. Dạ không, con cũng thích nhưng mà không thích con luôn. Cũng thích chiếc xe. Nhưng mà lúc đó có xong cái vụ đó, có qua hỏi mẹ, ủa mẹ sao mẹ dặn con là không cho mua mà nhiều mẹ... vụ lắm chị, nhiều vụ như vậy đó. Mà cái anh chồng này á, ảnh xin cái gì là ảnh xin được ảnh mới thôi. Đúng rồi. Mà mình thì lằng nhằng, mình không chịu thôi, việc cho xong đi cho rồi, chứ ảnh lằng nhằng lắm. Thường thì cái chuyện mẹ chồng nàng dâu hay xích mích về cái việc tiền bạc đó, ví dụ như là đi chợ búa tiền điện, tiền nước, tiền này kia, thì giữa mẹ chồng nàng dâu mình xử lý cái chuyện như thế nào? Dạ, rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Từ đầu luôn là mẹ con có nói với con là sau khi cưới về thì một thời gian sau thì mẹ sẽ coi như thế nào, mẹ sẽ giao tiệm lại cho hai vợ chồng. Mẹ giao nhưng mà mẹ sẽ đứng đằng sau mẹ quản lý. Nếu mà được là mẹ sẽ giao đất luôn. Cưới được một tháng mấy, hai tháng là mẹ đã giao đất cho con rồi, là giao đất hoàn toàn luôn. Là trong cái tiệm vàng của nhà con á thì lời bao nhiêu tháng đó là mẹ không yêu cầu con chia hoặc là cái gì hết, là hai vợ chồng con tự xoay trong cái tiệm luôn. Tức là giao tự cho điều chỉnh, tự đó, điều chỉnh luôn. Dạ, cho đúng cái rồi. Tiệm đó nhưng mà mẹ đứng đằng sau luôn hỗ trợ con. Thiếu mẹ cũng đưa thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tuyệt vời quá. Mình là một nàng dâu mới nè, cũng còn rất là trẻ nữa, mà về gặp ngay một gia đình quá là gọi là bề thế đi,
thì mình có bị đâu đó một chút xíu áp lực nào đó? Dạ có, lúc đầu thì em cũng có một số lời ở trên, tại vì em làm được TikTok mà, cũng có một số lời nói em cưới chồng vì tiền. Dạ, nhưng mà lúc đầu thì em cũng buồn, nhưng mà mẹ cũng an ủi, ý là con em xứng đáng, tại vì chồng em thích em trước mà, chứ không phải là dạ, cho nên là mẹ cũng an ủi. Dạ. Vậy là con cũng tự tin về cái khả năng, năng của mình. Dạ. Sau 5 tháng ở chung nhau thì con dâu nó chăm sóc mẹ chồng thế nào? Quà cáp hay là lo lắng gì đó? Quà cáp hả? Ủa có quà cho mẹ? Chắc chưa có rồi ha. Dạ cũng có mà ít. Hôm sinh nhật là có tặng cho mẹ cái gì hả? Cái túi. Cái túi rồi. Dạ. Nhưng mà ấn tượng nhất á là chắc cách đây khoảng chừng tháng mấy thôi, tự nhiên mình phát hiện ra cái khối u ở đại tràng. Mới ban đầu á là cũng sốc lắm. Vì bác sĩ chuẩn đoán trong đó là mình bị ca. Cho nên là cả nhà đều rất là hoang mang. Đi sinh khiết lại thì là khối u nó chưa đến cái giai đoạn đó, nên bác sĩ là yêu cầu là mình cắt mổ ngay. Thì mình đi cắt mổ thì bé nó cũng nói là mẹ để con đi chăm mẹ, cũng rất cảm động, rất là cảm động, tại vì mình không có con gái mà xưa giờ là nhiều người lắm cứ tới chị Mai ơi, sao chị không sanh một đứa con gái nữa đi để mai mốt chị già chị tâm sự chị hù hỉ đồ. Nhưng mà mình vẫn nói với rất nhiều người là mình không cần con trai hay là con gái, con trai có đôi khi còn tốt hơn là con gái. Dạ. Đi mổ lên thì chị nuôi thì mấy ngày không có gọi đầu được á, nằm ở cái giường bệnh thì chỉ kêu mẹ ơi, mẹ đưa cái đầu ra đây đi, con lấy cái thau nước rồi con gọi đầu cho mẹ. Rất là cảm động và rất là ấn tượng, thì mình cũng rất cảm động, mình nói như thấy không con, người ta nói là phải có con gái để nhờ để tâm sự, nhưng mà mẹ đâu có cần, giờ mẹ có con dâu cũng giống y như là con gái thôi. Dạ. Tại vì nó phải yêu thương mình nó mới làm được cái việc đó cho mình, còn nếu như nó không có tình cảm hoặc là nó có một cái gì đó nó có khoảng cách thì nó sẽ không làm cái việc đó cho mẹ chồng được, là coi như mẹ ruột của mình, đúng không? Dạ. Nhưng mà là khoảng thời gian mới quá ngắn thì không biết Như làm cách nào để gỡ bỏ cái rào cản khoảng cách giữa hai mẹ con, mẹ chồng nàng dâu đó. Dạ chắc 1-2 tuần sau là em vô khuôn hết, cái gì em cần là em nói với mẹ hết, em không có ngại gì hết. Và sẵn sàng đón nhận cái gì mình chưa hoàn thiện từ mẹ chồng. Như thương mẹ Mai nhất điều gì? Dạ con thương mẹ vì mẹ luôn lắng nghe con, ví dụ như con cần gì là con nói với mẹ hết, mẹ luôn hỗ trợ con hết mình. Con có nhớ những gì mà mẹ Mai đã làm cho con mà con cảm thấy xúc động? Con xúc động nhất là ngày hôm đó là sinh nhật con. Nhưng mà con không có nói. Thì hôm đó mẹ có gọi cho con, mẹ kêu là trời đất ơi, hôm nay sinh nhật con hả? Xong mẹ không biết gì hết. Con mới nói dạ đúng rồi. Mẹ mới kêu trời đất ơi, bây giờ con thích cái gì? Bây giờ mẹ chuẩn bị quà không kịp. Bây giờ con thích cái gì? Bây giờ mà kêu mẹ đi mua, mẹ cũng không biết mua cái gì tặng con nữa. Cái con mới kêu là cái gì cũng được hết, cái gì mẹ tặng thì con cũng thích hết. Cái mẹ mới nói là thôi bây giờ con chọn đi, rồi mẹ trả tiền lại cho con cứ chọn món con thích đi. Đó là con cảm thấy mẹ rất là quan tâm con, cho nên con rất là thương. Quan trọng mình sống thế nào để con dâu nó thương, yêu thương mình thôi, chứ mình không ép nó gì điều gì hết. Và chính tình yêu thương của chị dành cho con dâu đó, nó đáp lại giống như một tấm gương vậy đó, nó phản chiếu lại. Đó là cái tình yêu thương thật sự, thấu hiểu nhau giữa mẹ chồng nàng dâu. Nói với Như hoài, nói con là con cố gắng nha, không cần 100% giống như mẹ đó, con chỉ cần 60-70 là mẹ thấy thỏa mãn rồi, mãn nguyện rồi. Rồi con phải sắc sảo, con phải nhạy bén, và con phải tạo cho mình một cái nền, một cái uy tín, một cái thương hiệu để phát triển lên. Mẹ không có mong muốn cái điều đó làm cho mẹ bất cứ một cái gốc nào hết, nhưng mẹ chỉ mong một điều là xã hội người ta sẽ đánh giá và người ta công nhận rằng chị Mai chọn dâu chuẩn là đủ rồi. Dạ. Cái mà cô nói là về cái lĩnh vực kinh doanh thì con thấy là quá đúng luôn. Nhưng mà cô có nghĩa là sau này Như cũng sẽ phải có con thì thời gian đâu dành cho gia đình nhỏ của mình hả cô? Cái đó không có bị áp lực. Con cứ sinh đi, mẹ chăm chứ. Đứa nào cũng vậy hết. Cái anh ở bên Mỹ cũng vậy, con cứ sinh đi, rồi mẹ qua mẹ chăm chứ. Vài tháng rồi mẹ về. Rồi chị này cũng vậy thôi, để đó mẹ chăm chứ. Con cứ tập trung lo cái vấn đề kinh doanh. Còn những cái việc khác thì mình điều chỉnh rất là ok, không có vấn đề gì, nó không bị trở ngại. Đúng rồi đó. Vậy thì có áp lực là con mình phải sinh con trai, con gái hay là sinh thế nào không? Không.
trai gái cũng được nhưng mà con gái thì thích hơn. Tại mình có hai anh không có con gái. Vậy có hứa với mẹ chồng không? Mẹ con nói với con là khi nào cũng được, không có phải áp lực. Mới mấy tháng. Dạ. Nhưng mà giờ con với chồng con định bàn là mình kiếm tiền trước hay là? Dạ không, con cũng thoải mái lắm, khi nào có thì có. Cho nên là con cảm thấy, con cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà gặp mẹ. Mấy miếng thôi con. Thì ở Cần Thơ là phải mua 2 miếng thôi, là coi như để 10 năm mới có 2 hộp. Để 5 năm thì được 1 hộp. 5 năm được 1 hộp. Còn mua để 2 năm được nửa hộp. 2 năm thì để ở cái mà mình mua 1 hộp hết chứ. Được không? 5 cái 1 cái giỏ. Chúng ta mua mấy hộp. Mấy hộp thấy chưa? Đó, vậy là biết rồi, cứ cho chữ rồi đó. Ha. Tại em được tuổi, thật sự. Chưa cho cái này đúng không? Thấy cái chuyện này nó mất cơ ngang. Bắt đầu hai đứa nó yêu nhau rồi. Cái gì tôi thấy nên cũng tội nghiệp, tạo điều kiện cho đi gia đình đi du lịch quốc tế. Và đấy là tôi đi hỏi bà mẹ, bà mẹ không cho, không có trợ cấp. Rồi cái mới năn nỉ sơn xuống dưới nước, đi xuống bắt đầu nó gì con của cô, con của chị. Nên bà mẹ ơi, con đi xuống dưới nhận tiền gửi gì. Thôi ơi, cái nhà gì nói cho nghèo, luôn có còn không. Tao nói trời đất ơi, nghèo. Rồi ổng không được quyền có chồng hả? Đúng rồi. Nghèo cũng được quyền yêu hả? Nghèo cũng được quyền sống hả? Hả? Bà con đã thương được con người ta rồi. Mà bây giờ mẹ đã nói rồi. Bây giờ mình cứ về nhà mình thì mình sợ nghèo. Đúng rồi. Đó. Ví dụ như Đức Thánh Tài biết đâu nghèo biết sao mày là coi như người ta làm ăn giàu sao? Ừ. Tại vì cái đứa nó chết rồi nơi không gì. Nhà ông tiên quá trời nghèo tức nghèo rồi không được yêu hả? Nghèo không được đám cưới, nghèo không được sống hả? Ừ, kệ nó mày cứ cưới vợ thôi. Điều giàu nghèo với tao lo. Đúng rồi. Ví dụ như bây giờ đặt cái sự như nhà cái. Người ta có điều kiện, mình có điều kiện thì mình lo. Đó, rồi là coi như là chị cứng rồi, chị một, chị bắt điều kiện, kiếm bãi ba luôn. Cứng con gái. Rồi bắt ông xui, bà dì xui, thằng con gì này ở luôn, nhà ở luôn. Trời ơi. Rồi thương nha, chị em buộc luôn, không có tiền nghĩ xui ra gì. Bọn năng được cứng rồi. Chú này, chú hỏi cho ai? Chị kể đó, trai con đi con biết là lập trễ. Dạ. Để sớt mà đụng rồi. Duy cô ơi. Ừ. Dạ. Thì... mà lúc trước làm mẹ cho bà dâu là chưa? Chưa. Gá nó hoài mà chưa được. Đen. Xui quá. Dạ sớt rồi đây. Đúng rồi. Bây giờ nó cũng đi mày lên hết rồi. Đen. Thành vì có hộp nó có nhiều hộp. Dạ. 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 Rồi nó cưới là nè, rồi giờ xuống để nói chuyện cho cái đã sống là bật nữa. Nói gì vậy? Bảo ngờ biết này là cũng như là già nghèo không có điều kiện mà tự nhiên người ta cứ người cho định đứng hết. Nó đẹp. Không được đẹp đâu. Trời ơi, bây giờ là gì là chị cho nó đập sữa ở đây chứ đó không được nghỉ. Bây giờ đã đập rồi hả? Trời ơi, đập ba nát đợi qua mới được vậy đó. Chỗ nào đem con đập? Cái đó không được đâu. Quyền Linh là quá xuất sắc, đẹp trai này, chân mày đầy đủ, mũi cao, khuôn mặt cái tiền chữ V người ta, rồi giống vật đồ quá ok, đẹp trai, tính mạo gọn. Phải đập đó, phải đập. Ok, phải đập. Đây con nào đập, tâm phải đập. Nhớ kia đập sữa. Nhưng mà rồi về, gái nhau mà con về ở chung với cô không? Ở được bữa. Cũng như là chiều quê đám cưới, làm linh đình. Rồi bắt đầu sáng rồi bắt đầu hai đứa lên đường đi về Cần Thơ ở luôn. Vậy mà nó đâu phải chạy về đó, nó về chơi bữa. Đó đi với Thơ hứa sao? Hứa chạy xong tới Bình Dương luôn. Con thương anh Sơn, con thế nào kiếm Sơn được. Bác cứ về đi rồi con nghe lời bác con ngoan ngoãn luôn, chăm sóc con lo chăm bác đủ điều chứ. Rồi cứ về bữa trước bữa sau lên đường đồng con về Thơ. Rồi đâu đâu cũng về. Về ở bữa hay bữa vậy đó. Ví dụ như tiền con đi chợ bữa nay mẹ đi công chuyện con ở nhà mua đồ ăn nha, thì về cũng con cá đuôi ngọc sốt gà chiên chiên sốt gà. Cái bắt đầu về bữa sau cái đi về dưới cái dài tháng lên cái đi tiêu tiền đi chợ thì nó cũng mua đồ hầm với mấy cái cà chua nữa. Tự ủa sao con lại làm nữa mẹ ơi, con biết con món đồ hầm không có biết làm món thứ hai.
rồi bắt đầu tới giờ không có con, không có nước chân có bầu nha, mà vợ chồng nấu yến, lạc yến, chân yến, ép yến cho ăn, nói chung tất cả là nói tiếng năm sáu năm làm dâu bà vợ chồng, mà năm sáu năm bà vợ chồng làm dâu rồi không hả? À? Ở biết chơi cái tỉnh đất Cần Thơ em biết luôn á. Nhà nữa có một dâu nhưng mà mẹ vẫn thuê giúp việc nhà cho em luôn.
nó mất làm gì nó cũng đói sao không có khôn. Nó làm gì mất làm đúng rồi mẹ lo hết trơn bây giờ cho tiếng chưa về em lo cho con ghẻ chơi còn ghẻ chắc làm anh không thì em anh thì làm đi thì làm ừ thì làm đi làm rồi hiện tại cứ la cho tiền được rồi lên nghe lời chị không nghe nó không nghe lời chị cũng có tiền nghe không dạ dạ chị cứ la thoải mái để cho tiền em được vậy đó dễ dùng dâu Ngu, mẹ la là mẹ cho tiền mà được kệ cà la cho tiền đúng không? Nhưng mà mỗi người la cũng sợ lắm. Sợ lắm. Sợ xin lỗi mẹ gì đó. Có à. Nghe lẻo nghèo thì xin lỗi mẹ. Vừa điện thoại vừa nhắn tin rồi vừa qua kiểu như là dạ, lỡ lỡ lắm. Dạ lắm. Dạ lắm. Khi bữa hôm nào mà mẹ la mà tức quá là khóc không? Có mấy lần chồng em á không phạm lỗi không nhưng mà em muốn nhận gì mình rồi xong cái còn mẹ la cái mình tức tại vì lúc trước hai vợ chồng còn kiểu như ăn xài lắm xài làm tiền rồi mày kia xong cái lấy vàng rồi mày kia cầm á xong cái mẹ mẹ la ổng không cắt lời mẹ không nhận không có kể nghe cho con mượn cắm em cho con mượn cắm đi đá mà ăn con rồi là đưa tấm lắc ha bảy tấm lượng bắt đầu đó là đi đám đi ra đường tập quân nhập ngũ luôn tôi bằng không ngày trở về rồi bắt đầu á là tôi như về đến thanh đâu nói gì về hai đứa nấu quanh trở biết sao đưa trong nhỏ này nhận rồi bắt đầu la con nhỏ này hỏi tại sao con làm ăn kinh doanh gì thì con nói mẹ con đã thất bại biết bao nhiêu lần rồi thì mẹ con muốn làm cái chuyện gì dù sao em nữa mẹ không có cái sống mà con tại sao làm vậy bà kể tích bắt đầu bà dậy tê đập đầu cũng chứ đụng chớ có một lần đó là gì rồi sau muội rồi nó mới nói rồi tới sao có tiền đưa chuột cho đem về rồi lúc đầu chơi à hai vợ chồng chị chơi lắm chưa mặn đâu bọn nít mờ yêu nhau rồi về cũng bọn nít có tin có tin là cái ngày rước dâu á là người ta đúng ra là nhập phòng tại nhà bà chồng nó nhập nó làm khách sạn trời ơi rước dâu rước tình cũng như là không có rước dâu nhưng mà làm đám cưới là coi như là chị làm nhà sống rồi nhà tiệc mướn nhà hàng đem về luôn cái ăn xong cái kiểu 11 giờ rồi quay qua với lại ông cháu mất tiêu hỏi đâu con lại muốn khách sạn ngủ rồi không có nhà phòng ở nhà luôn rồi bà già chồng với mẹ dọn là coi như là chồng bắt đẹp tất tần tật luôn rồi cái sớm nó kệ hết là bên mày gặp con này là mày chết rồi bà chồng ông cháu cứ dọn dẹp tiếp bà già chồng rồi đóng tiêu ở lại khách sạn ngủ rồi đó chỉ đó nữa có cô có không biết tính không hả trời biết nói vậy rồi tính vậy nó còn đứt muốn chết về nó dạy nó mỗi lần ra nó nhắn tin dạy mình vui lắm nó nhắn dạy từ từ bắt đầu sau á nó nhắn